Thần tài phù hộ, năm con giáp phát tài trong tháng 10 âm lịch, cơ hội vàng để kiếm tiền tỷ, giàu có nhất vùng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong tháng 10 âm lịch, cái vận tài lộc sẽ chiếu sáng đối với năm con giáp may mắn này, mang lại nhiều cái cơ hội phát triển về tài lộc và sự nghiệp. Đây là cái thời điểm vàng để cho họ nắm bắt những cái cơ hội quý báu, thu hút cái tài lộc về nhà. Những con giáp này không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có được cái sự hỗ trợ từ quý nhân, giúp cho cái việc kinh doanh, buôn bán và các khoản đầu tư trở nên là suôn sẻ hơn bao giờ hết. Những người làm việc trong lĩnh vực tài chính hoặc là kinh doanh ấy, hoặc là có các dự án đầu tư sẽ cảm nhận được cái vận may rõ rệt, thu nhập thì được tăng triển lên vượt bậc. Họ dễ dàng đạt được những cái thành công lớn, mở ra nhiều cái cơ hội mới. Tuy nhiên, dù vận tài lộc có đang rất là thịnh vượng, thì các con giáp này cũng nên cẩn thận trong cái việc chi tiêu, tránh lãng phí và biết cách quản lý tài chính một cách hợp lý. Lập kế hoạch cụ thể và nắm giữ cái mục tiêu dài hạn sẽ giúp cho các bạn không chỉ đạt được cái tài lộc nhất thời, mà còn giữ vững cái sự ổn định lâu dài nữa. Vậy thì năm con giáp may mắn nhất trong tháng 10 âm lịch đó là ai? Và cụ thể đó là những tuổi nào? Tất cả sẽ được Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng bỏ lỡ bất kỳ cái chi tiết nào để bỏ mất cái vận may của mình quý vị nhé. Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình, cũng như là để luôn cập nhật những video mới nhất hay nhất của Tử Thông quý vị nhé. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những gia chủ tuổi Tý. Thưa quý vị, trong tháng 10 âm lịch, những người tuổi Tý sẽ trải qua một cái giai đoạn đầy may mắn và thành công trong nhiều cái khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt là sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe. Đây là cái thời điểm để cho các bạn tận dụng các cơ hội đang đến, nhưng cũng cần phải chú ý đến những cái việc cân bằng giữa cái công việc và trong cái cuộc sống cá nhân hàng ngày. Bên cạnh đó, trong thời gian này, nói chung ấy, những người tuổi Tý cũng sẽ dồn hết tâm sức cho cái công việc của mình. Các bạn có sự quyết tâm và cái sự nhiệt huyết, điều này cũng giúp cho các bạn đạt được nhiều cái sự tiến bộ rõ rệt đáng kể. Tuy nhiên, đừng quên rằng đặt công việc lên trên sức khỏe và tình cảm là không phải là cái cách tốt nhất để mà duy trì cái sự phát triển bền vững. Thay vì làm việc không ngừng nghỉ, các bạn hãy cố gắng cân bằng bằng cách là sắp xếp lập kế hoạch một cách cụ thể và xác định cái thời gian hợp lý cho từng công việc. Nhờ vào cái sự sắp xếp hợp lý mà các bạn cũng sẽ giữ được cái phong độ cao mà không phải ảnh hưởng đến cái sức khỏe cũng như là cuộc sống cá nhân của mình quý vị nhé. Trong tháng 10 nó là tháng Ất Hợi đúng không ạ? Có cục diện là Hợi Tý Sửu là Tam Hội. Vậy nên là trong thời gian này nó cũng mang đến cho những người tuổi Tý những cái cơ hội hợp tác thành công. Các bạn có thể tự tin trong cái việc ký kết được những cái hợp đồng quan trọng và làm ăn cùng với những đối tác có chung cái mục tiêu. Cái điều này không chỉ giúp cho các bạn củng cố cái vị trí mà còn mở ra những cái sự triển vọng mới trong tương lai. Vậy nên những người tuổi Tý hãy sẵn sàng đón nhận những cái thử thách mới đầy thú vị này. Một đồng nghiệp hoặc là một đối tác mới cũng sẽ giúp cho các bạn vượt qua những cái khoảng thời gian khó khăn và thắp sáng lên cái tinh thần làm việc. Cái tư duy cởi mở của các bạn cũng sẽ giúp cho các bạn dễ dàng thu hút được những cái ý tưởng mới và không bị ràng buộc bởi cái định kiến cũ. Bên cạnh đó, về mặt tài lộc thì những người tuổi Tý cũng sẽ dành nhiều thời gian trong cái thời gian này để lên kế hoạch chi tiết cho các dự án cá nhân cũng như là quản lý tài chính. Bên cạnh đó, trong thời gian này cái casting nó cũng mang đến cho các bạn những cái cơ hội kiếm tiền bất ngờ, nhưng các bạn cũng cần phải chú ý đến cái chuyện chi tiêu và đầu tư hợp lý. Dù là cái nguồn thu nhập ổn định nhưng tránh cái việc chi tiêu quá mức vào những cái sản phẩm xa xỉ. Các bạn hãy nhớ rằng quản lý tài chính khôn ngoan không chỉ là kiếm tiền mà còn là cái cách để cho các bạn tiết kiệm tiền để đầu tư. Đấy. Đặc biệt, những cái kỹ năng và cái tài năng của các bạn cũng là một cái nguồn thu nhập đầy tiềm năng. Hãy biết cách khai thác chúng để gia tăng thêm cái tài lộc cho mình, quý vị nhé. Bên cạnh đó, về tình duyên thì trong thời gian này là cái thời điểm tốt để cho những người tuổi Tý quản lý cái cảm xúc một cách khéo léo. Các bạn cần phải cân nhắc kỹ trước khi bộc lộ cảm xúc với những người khác, tránh những cái xung đột không cần thiết. Nếu các bạn đang có kế hoạch bầu bí hoặc là mang thai trong thời gian này thì nói chung ấy, đây là cái thời điểm cũng khá là lý tưởng. Trong thời gian này cũng được dự báo là có rất nhiều cái dấu hiệu tài lộc rực rỡ. Đối với những người đã có đôi có cặp thì hãy dành cùng nhau ngồi lại và suy nghĩ về những cái gì các bạn mong muốn ở trong cái mối quan hệ này. Cái việc chia sẻ cảm xúc và cái suy nghĩ với đối phương
sẽ giúp cho hai bạn thấu hiểu và gắn kết với nhau hơn. Những lúc xảy ra tranh cãi, hãy dành thời gian để mà nhìn nhận lại và nhìn nhận lại bản thân và đối phương, từ đó tìm ra cái cách giải quyết hợp lý và tích cực hơn. Về mặt sức khỏe thì những người tuổi Tý trong tháng 10 âm lịch cũng cần phải chú ý đến các vấn đề về hô hấp và chăm sóc da do thời tiết bị hanh khô. Các bạn có thể gặp phải những cái triệu chứng như là ho khan, khô da hoặc là khô mũi. Để cải thiện, quý vị hãy bổ sung nước cho cơ thể để duy trì cái chế độ dinh dưỡng nhé. Đặc biệt là vào những cái ngày thời tiết hanh khô ấy, thì ngoài ra các bạn cũng nên hạn chế làm việc quá sức, bởi tập trung quá mức vào công việc có thể khiến cho các bạn cảm thấy bị kiệt sức. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi hợp lý để tái tạo cái năng lượng. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cái sức khỏe của những người tuổi Tý cũng gặp một vài cái hung tinh cũng không tốt, có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến cái đường hô hấp. Vì vậy, cái việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày là rất là quan trọng đối với những người tuổi Tý nhé. Thưa quý vị, trong tháng 10 âm lịch là một khoảng thời gian may mắn đầy triển vọng với những người tuổi Tý về sự nghiệp, tài lộc và tình duyên đều có những cái bước tiến triển tích cực. Tuy nhiên, các bạn cũng cần phải chú ý về sức khỏe của mình để giữ cho mình một cái tinh thần lạc quan, cân bằng giữa cuộc sống và công việc để mọi việc được thuận buồm xuôi gió. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý, đó là con giáp may mắn đầu tiên trong tháng 10 âm lịch. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, trong tháng 10 âm lịch, những người tuổi Tuất cũng sẽ đón nhận nhiều cái may mắn và cái sự thuận lợi trong công việc và vận trình tài chính, tình duyên và cả sức khỏe nữa. Đây là cái thời điểm mà các bạn có thể tận dụng những cái cơ hội tốt đang đến để đạt được những cái bước tiến lớn hơn trong cuộc sống. Về mặt sự nghiệp thì trong cái tháng 10 âm lịch ấy, nó cũng cho thấy những người tuổi Tuất sở hữu những cái phong cách làm việc độc đáo, thông minh và lanh lợi. Điều này sẽ giúp cho các bạn có những cái mối quan hệ rộng rãi, rất có lợi cho cái việc làm ăn kinh doanh. Cái sự hỗ trợ từ các casting nó cũng sẽ giúp cho các dự án mà những người tuổi Tuất tham gia nó trở nên nhẹ nhàng hơn, suôn sẻ hơn và dễ dàng hơn bao giờ hết. Những cái khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua lại được giải quyết một cách nhẹ nhàng, dễ dàng và mang đến những cái kết quả bất ngờ. Trong thời gian này các bạn cũng sẽ gặp được những cái đối tác tiềm năng phù hợp cho những cái dự án của mình. Tuy nhiên, lời khuyên dành cho các bạn là nên xem xét kỹ lưỡng trước khi mà bắt tay vào hợp tác. Đặc biệt là nếu mà chưa có kinh nghiệm làm việc với họ ấy, thì cũng nên là cân nhắc. Trước khi quyết định ký kết một cái hợp đồng lớn, hãy thử cộng tác qua một vài cái dự án nhỏ để tránh cái sự không tương thích và tìm kiếm được một cái mối quan hệ tiềm năng lâu dài. Bên cạnh đó, cái casting nó cũng mang đến cho những người tuổi Tuất giúp cho công việc nó trở nên là hanh thông hơn, thuận lợi hơn. Ngay cả khi đạt được cái thành công thì các bạn cũng nên lập kế hoạch cho các mục tiêu tiếp theo để mà duy trì cái đà phát triển, tránh ngủ quên trên chiến thắng. Cái việc duy trì tinh thần làm việc và không ngừng nâng cao cái mục tiêu ấy, cũng sẽ giúp cho các bạn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, về vận tài lộc, thời gian này những người tuổi Tuất có nhiều cái quyết định tài chính thông minh và sáng suốt. Những cái nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian vừa qua ấy, cũng sẽ mang lại cho các bạn những cái khoản thu nhập đáng kể. Các nguồn thu lần lượt nó đổ về khiến cho các bạn có thể thoải mái hơn trong cái mặt tài chính. Đây là cái phần thưởng xứng đáng cho cái sự kiên trì và nỗ lực của các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Vậy nên là cái thu nhập của các bạn thì cũng sẽ thì ngày càng tăng lên. Những ai mà đang duy trì cái lối sống tiết kiệm trong thời gian dài có thể tự thưởng cho bản thân bằng một cái món quà nhỏ để mà ghi nhận những cái thành quả mà mình đã đạt được. Với cái sự giúp đỡ của các casting, những người làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực này cũng sẽ cực kỳ là phát tài. Đó. Thành công của các bạn không đến một cách ngẫu nhiên mà là kết quả của cái quá trình phấn đấu bền bỉ trong nhiều năm vừa qua. Ngoài ra, trong cái tháng 10 âm lịch này, các bạn cũng có thể dành một khoảng thời, một phần tài sản để mà làm từ thiện hoặc là giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Cái hành động này nó không chỉ mang lại cái niềm vui cho những người khác mà còn giúp cho các bạn nhân đôi cái niềm vui và cái sự lạc quan trong cuộc sống. Bên cạnh đó, về mặt tình duyên, nói chung ấy, cái tháng 10 âm lịch cũng là lúc mà những người tuổi Tuất trở nên là nhạy cảm hơn và sống cảm xúc hơn. Cái điều này đôi khi nó khiến cho các bạn dễ giận hờn khi mà không đạt được cái điều mong muốn. Đặc biệt là đối với các cặp đôi mới yêu ấy, thì cái sự nhạy cảm quá mức có thể gây ra cái sự hiểu lầm và cái sự xung đột không đáng có. Nếu mà cái mối quan hệ của hai bạn đã rơi vào cái ngõ cụt,
thì hãy bình tĩnh xem xét lại cái tình cảm của cả hai bên, đồng thời tìm hiểu xem hai bạn có chung cái hướng đi trong cái tương lai không. Bên cạnh đó, đây cũng là cái thời điểm thích hợp để các bạn kết nối lại với cái mối quan hệ cũ. Hãy tận dụng cái cơ hội này để mà thắt chặt cái tình cảm với bạn bè hoặc là những người thân thông qua các buổi gặp gỡ, trò chuyện thân mật. Tuy nhiên, nếu mà các bạn đang vướng vào một cái mối quan hệ không lành mạnh, hãy dứt khoát kết thúc trước khi mà cái tình hình nó trở nên phức tạp, quý vị nhé. Thưa quý vị, tháng 10 âm lịch thì sức khỏe của những người tuổi Tuất trong thời gian này nó cũng sẽ dễ bị ảnh hưởng. Đó, cái mạch máu thì khó thông dẫn đến nhiều cái nguy cơ bị đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim. Do đó các bạn nên chú ý hơn đến cái việc luyện tập, ưu tiên các bài tập nhẹ nhàng không gắng sức quá. Đồng thời nên ăn mặc trang phục phù hợp với cái thời tiết, tránh bị cảm lạnh do cái sự thay đổi đột ngột. Để giải tỏa cái căng thẳng sau một ngày làm việc vất vả thì các bạn có thể thử lắng nghe những cái bản nhạc nhẹ nhàng hoặc là dành thời gian để nghỉ ngơi tại nhà, vì thay vì tham gia vào những cái buổi tụ tập tiệc tùng không cần thiết các bạn nhé. Thưa quý vị, trong tháng 10 âm lịch là một cái khoảng thời gian đầy may mắn và thuận lợi cho những người tuổi Tuất. Sự nghiệp, tài lộc và tình duyên đều có những cái bước tiến triển đáng kể. Nhưng các bạn cũng đừng quên chăm sóc sức khỏe và duy trì cái sự cân bằng trong cuộc sống quý vị nhé. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình với những người tuổi Tuất thì các bạn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong tháng 10 âm lịch đó chính là những gia chủ tuổi Mùi. Những người tuổi Mùi được cục diện tam hợp là Hợi, Mão, Mùi nó trợ vận. Và trong tháng 10 âm lịch, những người tuổi Mùi cũng sẽ đón nhận được nhiều cái may mắn và những cái cơ hội phát triển tích cực trong cả sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và cái sức khỏe nữa. Đây là cái thời điểm thuận lợi để cho các bạn thực hiện các kế hoạch lớn, vượt qua các khó khăn và gặt hái được những cái thành quả từ những cái nỗ lực đã bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, vận trình sự nghiệp của những người tuổi Mùi trong thời gian này thì lại có cát tinh thiên ấn nó xuất hiện, nó cũng báo tin vui lớn cho những người tuổi Mùi. Nói chung ấy, trong cái tháng này, cái việc làm ăn chăm chỉ và giải quyết khôn ngoan các vấn đề đã cũng sẽ đem lại cho các bạn những cái lợi nhuận, những cái thành quả tích cực. Các bạn có thể nhận được cái phần thưởng xứng đáng cho cái sự tận tụy và nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Tuy nhiên, cái áp lực công việc nó vẫn có thể làm cho các bạn phải lo lắng và căng thẳng. Các bạn đừng để những cái chuyện đã qua nó khiến cho bản thân bị phân tâm và lặp lại những cái sai lầm. Hãy giữ bình tĩnh và sẵn sàng đón nhận cái sự giúp đỡ từ đồng nghiệp và từ cộng sự. Vì cái điều này không chỉ làm giảm bớt cái gánh nặng mà còn giúp cho công việc nó tiến triển nhanh hơn và hiệu quả hơn so với dự kiến. Đặc biệt, cái việc xây dựng cái mối quan hệ tốt với những người xung quanh cũng mang lại cái lợi ích to lớn cho các bạn trong công việc. Đây là lúc mà các bạn nên sẵn lòng giúp đỡ những người khác và sẵn sàng nhận cái sự hỗ trợ khi mà cần thiết. Cái điều này nó cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án trong tương lai và giúp cho các bạn đạt được những cái thành công bền vững hơn. Bên cạnh đó, về mặt tài lộc thì cái tháng 10 âm lịch này nó cũng là cái cơ hội tốt để cho những người tuổi Mùi cải thiện cái vận trình tài chính và thu về những cái khoản lợi nhuận đáng kể. Nhờ cái sự năng nổ, nhờ cái sự nỗ lực không ngừng và cái khả năng giải quyết vấn đề một cách khéo léo, các bạn có thể ổn định cái tình hình tài chính và đạt được những cái thành tựu về mặt tiền bạc. Tuy nhiên, để đạt được thành công lâu dài, các bạn nên xem xét kỹ lưỡng cái việc thu chi, đảm bảo rằng cái tài chính của các bạn nó được quản lý một cách là hợp lý và tiết kiệm. Với cái sự trợ giúp của các mối quan hệ, các bạn cũng sẽ có cơ hội mở rộng cái nguồn thu nhập, thậm chí từ những cái lĩnh vực trước đây các bạn chưa từng nghĩ đến. Đối với những người mà đang học tập và nghiên cứu ấy, thì cái vận may trong thời gian này cũng đem lại cho các bạn những cái cơ hội phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần kiên nhẫn và tập trung, các bạn cũng sẽ có những cái thành quả đáng tự hào trong thời gian này. Không những vậy, cái vận trình tình duyên của những người tuổi Mùi cũng sẽ phải trải qua một cái tháng đầy rực rỡ với cái cục diện tam hợp quý nhân là Hợi, Mão, Mùi nó tương trợ. Đối với những người độc thân, đây là cái thời gian lý tưởng để các bạn gặp gỡ và hẹn hò với những người bạn mới. Các bạn cũng sẽ có nhiều cái cơ hội để tìm hiểu và đánh giá xem ai là những người phù hợp với mình trong tương lai. Tuy nhiên, các bạn cũng nên tránh khoe khoang về vật chất quá nhiều, vì cái điều này nó có thể thu hút những cái đối tượng không thực sự quan tâm đến cái tình cảm mà chỉ chú ý đến cái sự xa hoa. Với những cặp đôi, cái tháng này là một cái thời gian khá là hài hòa và vui vẻ đối với
những người tuổi tuổi Mùi. Hai bạn có thể cùng nhau lập kế hoạch cho tương lai và đặt ra những cái mục tiêu chung. Điều này sẽ giúp cho các bạn tăng cường cái sự gắn kết giữa hai người. Ngoài ra, cái mối quan hệ giữa gia đình, cha mẹ và con cái cũng trở nên êm đẹp hơn, giúp các bạn giải quyết được những cái mâu thuẫn, những cái xung đột không cần thiết. Bên cạnh đó, cái mặt sức khỏe của những người tuổi Mùi trong thời gian này do gặp cục diện là ngũ hành tương xung, vậy nên là nó cũng sẽ gây ra một vài cái ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cho những người tuổi Mùi. Đặc biệt các bạn lơ là chăm sóc sức khỏe do là quá tập trung vào công việc hay là tập trung vào cái sự nghiệp ấy, nó có thể dẫn đến những cái vấn đề sức khỏe như là ho khan, khô mũi hoặc là khô da do thời tiết nó thay đổi. Các bạn nên chú ý đến cái việc tạo độ ẩm trong cái môi trường sống và duy trì cái chế độ ăn uống hợp lý các bạn nhé. Ngoài ra, cái sự xuất hiện của cái hung tinh ngũ quỷ trong thời gian này nó cũng cảnh báo về sức khỏe bị suy giảm do cái áp lực công việc. Quý vị hãy sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, đừng có để sức khỏe nó bị tổn hại chỉ vì công việc. Một không gian sống ngăn nắp gọn gàng cũng có thể giúp cho các bạn giải tỏa những cái căng thẳng và đem lại những cái sự may mắn, thoải mái về tinh thần. Thưa quý vị, trong tháng 10 âm lịch là một khoảng thời gian đầy may mắn cho những người tuổi Mùi. Tuy sự nghiệp và tài lộc nó được thăng hoa, nhưng các bạn vẫn phải chú ý đến giữ gìn sức khỏe và cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, hóa giải những cái hung tinh thì các bạn cũng luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi, đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, trong cái tháng 10 âm lịch ấy, nói chung những người tuổi Thìn cũng sẽ đón nhận được nhiều cái may mắn và thuận lợi trong sự nghiệp. Tài lộc, tình duyên và sức khỏe đều có những cái bước khởi sắc đáng kể. Đây là cái thời điểm tuyệt vời để tận dụng những cái cơ hội mà gặt hái được những cái thành quả từ những cái nỗ lực không ngừng nghỉ của mình trong suốt thời gian vừa qua. Sự nghiệp của những người tuổi Thìn trong cái tháng 10 âm lịch ấy, cũng mang đến nhiều cái dự định và kế hoạch mới cho các bạn. Sau một thời gian dài phấn đấu, các bạn sẽ bắt đầu thấy những cái tín hiệu tích cực và nhận được những kết quả xứng đáng. Các bạn đừng quên chia sẻ cái niềm vui này với những người thân yêu và với đồng nghiệp. Cái điều này nó sẽ giúp cho các bạn tạo thêm cái động lực và củng cố cái mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Bên cạnh đó, trong thời gian này, cái sự xuất hiện của cái sao giải thần ấy, nó cũng sẽ giúp cho các bạn dễ dàng thấu hiểu và kết nối với những cái người mà không cần phải sử dụng cái uy quyền hay là cái áp lực. Nhờ cái sự khéo léo trong cách giao tiếp và ứng xử, các bạn cũng sẽ được người khác dưới kính nể và tôn trọng. Nhiều cái vận hạn từ trước đây cũng sẽ dần dần được đẩy lùi và mang lại cho các bạn một cái tháng làm việc hanh thông, thuận lợi và tràn đầy cái năng lượng tích cực. Bên cạnh đó, đặc biệt thì với những người đang tìm kiếm cái công việc mới, các bạn hãy lưu ý về cái hình thức và cái cách thức thể hiện bản thân. Cái trang phục và cái phong cách chuyên nghiệp cũng sẽ giúp cho các bạn tạo ấn tượng tốt, đặc biệt trong các buổi phỏng vấn. Các bạn đừng chỉ tập trung vào cái năng lực mà bỏ qua những yếu tố ngoại cảnh, vì cái điều này nó có thể quyết định cái sự thành công của các bạn khi ứng tuyển vào một cái vị trí quan trọng. Bên cạnh đó, về mặt tài lộc thì trong tháng 10 âm lịch nó cũng mang lại nhiều cái may mắn về tài chính cho những người tuổi Thìn. Cái cát tinh nó hỗ trợ mạnh mẽ giúp cho các bạn thu hút được nhiều cái cơ hội kiếm tiền và gia tăng thêm cái thu nhập. Những người làm ăn kinh doanh cũng sẽ thấy số lượng đơn hàng nó cũng sẽ tăng dần lên đáng kể, doanh thu và lợi nhuận cũng sẽ được bùng nổ. Đây là cái thời điểm lý tưởng để mở rộng cái quy mô kinh doanh hoặc là đầu tư vào những cái dự án mới. Tuy nhiên, trong thời gian này, cái hung tinh nó nhập mệnh nó cũng cảnh báo rằng cái nguy cơ tiểu nhân hãm hại và dính líu đến pháp lý cũng khá là cao. Vì vậy, các bạn cũng cần phải hết sức chú trọng trong các giao dịch nó liên quan đến cái việc tiền bạc. Đảm bảo rằng mọi thứ đều minh bạch và rõ ràng, đặc biệt là trong cái việc xử lý các khoản nợ. Các bạn đừng để các khoản nợ kéo dài hoặc là bị lãng quên nhé, vì cái điều này nó có thể dẫn đến những cái rắc rối không đáng có. Ưu tiên trả hết những cái món nợ có lãi suất cao để mà giảm thiểu cái áp lực về tài chính và giữ vững cái tinh thần tài chính ổn định. Thưa quý vị, bên cạnh đó, cái mặt tình duyên của những người tuổi Thìn trong thời gian này cũng có thể xuất hiện một số cái thử thách cho cái mối quan hệ tình cảm. Đấy, cái cục diện ngũ hành xung khắc nó cho thấy cái nguy cơ xảy ra xung đột trong cái suy nghĩ và cái hành động, khiến cho tình cảm của hai người có thể bị rạn nứt. Tuy nhiên, nếu mà biết cách lắng nghe và chia sẻ, cái mối quan hệ cũng sẽ sớm được hàn gắn. Các bạn hãy nhớ, không ai là hoàn hảo.
Và thay vì chỉ trích hoặc là đối đầu thì các bạn hãy học cách chấp nhận những cái nhược điểm của đối phương và yêu thương họ một cách trọn vẹn hơn, quý vị nhé. À, cuối cùng là về tình hình sức khỏe. Nói chung là trong thời gian này, sức khỏe của những người tuổi Thìn, quý vị cũng nên chú trọng đến cái việc rèn luyện sức khỏe và chăm sóc tinh thần của mình nhiều hơn, dành thời gian nhiều hơn cho những người thân yêu và chăm sóc bản thân, không chỉ giúp cho các bạn cải thiện cái sức khỏe về thể chất mà còn giúp cho các bạn giảm bớt những căng thẳng, những lo âu. Những người có bệnh nặng cũng có cơ hội phục hồi tốt nhờ cái tinh thần tích cực và cái sự quan tâm đến từ gia đình. Nhìn chung cái tháng 10 âm lịch nó mang lại nhiều cái may mắn cho những người tuổi Thìn. Tuy có một số cái thách thức nhỏ trong cái chuyện tình duyên và tài lộc, nhưng với cái sự khéo léo và cẩn trọng, các bạn cũng sẽ vượt qua dễ dàng và tiếp tục tiến tới cái thành công trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Thìn thì các bạn hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn, đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm mà Tử Sông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những gia chủ tuổi Sửu. Thưa quý vị, trong tháng 10 âm lịch năm 2024 thì những người tuổi Sửu cũng sẽ gặp nhiều cái may mắn và thuận lợi trong cái sự nghiệp, tài lộc và tình duyên sức khỏe. Đây là cái thời điểm các bạn có thể tận dụng cơ hội để mà phát triển sự nghiệp, gia tăng tài chính và cải thiện cái mối quan hệ cá nhân. Về sự nghiệp thì các chuyên gia tử vi cho thấy những người tuổi Sửu sẽ rất là chăm chỉ và quyết tâm dành phần lớn thời gian cho công việc. Tuy nhiên đôi khi công việc có thể trở nên là quá tải, khiến cho các bạn cảm thấy áp lực bởi cái khối lượng công việc thì ngày càng tăng. Dù vậy, đây cũng là một cái dấu hiệu cho thấy các bạn đang đi đúng đường, đúng hướng. Cái việc làm ăn kinh doanh của các bạn nó đang phát triển mạnh mẽ. Đối với những người làm công ăn lương ấy, cái năng lực của các bạn cũng sẽ được công nhận và cái cơ hội thăng tiến, tăng lương, tăng thưởng cũng sẽ xuất hiện trong thời gian này. Bên cạnh đó, cái cục diện tam hội là Hợi, Tí, Sửu nó xuất hiện, nó cũng hỗ trợ các bạn rất nhiều trong cái việc hợp tác làm ăn, mang lại cho những người tuổi Sửu những cái cơ hội lớn để mà hợp tác với những cái đối tác đáng tin cậy. Tuy nhiên, cái lời khuyên dành cho các bạn là nên thận trọng, đặc biệt với những cái lĩnh vực mà các bạn chưa hiểu rõ. Đừng có vội vàng đầu tư lớn mà hãy bắt đầu từ những khoản nho nhỏ và tăng dần dần theo thời gian. Cái điều này sẽ giúp cho các bạn tránh được những cái rủi ro không đáng có trong kinh doanh, trong buôn bán. Bên cạnh đó, về mặt tài lộc thì cái tháng này nói chung nó cũng mang lại nhiều cái cơ hội phát tài cho những người tuổi Sửu. Tuy nhiên, các bạn có thể sẽ phải đi xa để mà giải quyết công việc hoặc là công tác để mà gia tăng thêm thu nhập. Dù vất vả nhưng cái việc này nó cũng sẽ giúp cho các bạn đánh giá lại cái tình hình thực tế và đưa ra các quyết định đầu tư một cách chính xác hơn. Cuối tháng, các bạn nên chuẩn bị tinh thần nắm bắt những cái cơ hội vàng trong vận trình tài chính. Đây là lúc để các bạn triển khai những cái ý tưởng đã ấp ủ từ lâu và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. Mặc dù có nhiều cái cơ hội về tài chính, nhưng trong thời gian này các bạn cũng sẽ phải đối diện với một số cái khoản chi ngoài dự kiến, như là cái chi phí cho các sự kiện cưới hỏi hoặc là cỗ bàn vân vân. Cái điều này có thể khiến cho các bạn phải tiêu tốn khá nhiều. Đó. Tuy nhiên ấy, các bạn cũng đã bắt đầu ý thức được có ý thức cao hơn về việc tiết kiệm và đầu tư, giúp cho quý vị quản lý tài chính một cách là thông minh hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, về vận trình tình duyên thì những người tuổi Sửu độc thân sẽ có một cái tháng đầy tươi sáng nếu mà quý vị dám bước ra khỏi cái vùng an toàn và mở lòng mình với những cái mối quan hệ mới. Không nhất thiết phải tìm những người có quan điểm sống giống mình. Thay vào đó, hãy vui vẻ tìm hiểu và đón nhận những cái người khác giới. Cái cục diện tam hội cũng sẽ mang đến cho các bạn những cái cơ hội suy nghĩ kỹ hơn về các lựa chọn về tình cảm và giúp cho quý vị xóa bỏ những cái xung đột không đáng có. Tuy nhiên, cái cục diện ngũ hành xung khắc nó cũng nhắc nhở quý vị khi có xung đột trong các mối quan hệ thì quý vị cũng nên chủ động hòa giải, im lặng kéo dài có thể dẫn đến cái hiểu lầm không mong muốn. Trong thời gian này, tiếng vọng từ quá khứ cũng có thể ảnh hưởng đến cái diễn biến tình cảm của các bạn. Vì vậy, hãy cẩn trọng trong cách ứng xử để mọi chuyện nó được giải quyết một cách hợp lý hơn. Bên cạnh đó, về mặt sức khỏe thì lại có cái hung tinh thiên cầu nó xuất hiện, nó cũng có thể gây hại cho cái sức khỏe của những người tuổi Sửu. Do khối lượng công việc lớn và cái áp lực tinh thần, các bạn dễ bị mệt mỏi và có thể lạm dụng các chất kích thích như là cà phê, trà sữa hoặc là thuốc lá vân vân để duy trì cái sự tỉnh táo. Tuy nhiên, cái điều này nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe về lâu về dài.
Thời tiết thay đổi thất thường, nó cũng có thể khiến cho các bạn dễ mắc các bệnh theo mùa như là cảm lạnh. Vậy nên quý vị hãy chú ý mặc ấm và ăn uống lành mạnh để tăng cường cái sức khỏe cho cơ thể nhé. Thì ngoài ra, nếu mà các bạn thường xuyên đi lại vì công việc ấy, hãy chú ý đến cái chuyện an toàn và luôn có kế hoạch dự phòng để mà tránh những cái sự cố không mong muốn. Thưa quý vị, trong tháng 10 âm lịch, nó sẽ mang đến cho những người tuổi Sửu nhiều cái may mắn và những cái cơ hội phát triển. Tuy nhiên, để tận dụng tốt những cái thời cơ này, các bạn cần phải chú trọng cân bằng giữa công việc và sức khỏe, quản lý tài chính, thông minh và duy trì cái mối quan hệ tốt đẹp, quý vị nhé. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu, đó là con giáp may mắn thứ 5. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong tháng 10 âm lịch. Và trong tháng 10 âm lịch, chúng ta sẽ có 5 tuổi được thần may mắn chiếu mệnh thần tài gọi tên và được các casting nó xoay chiếu mang đến cái vận khí cực tốt cho những con giáp này. Và những con giáp này cũng sẽ chuẩn bị mà đón cái vận may về tài lộc đến với mình, quý vị nhé. Và những con giáp may mắn mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong tháng 10 âm lịch đó là những tuổi sau: 1. Tuổi Tý, 2. Tuổi Tuất, 3. Tuổi Mùi, 4. Tuổi Thìn và 5. Là những người tuổi Sửu. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.